Mấy anh ơi, học ở Poly có phải là chạy deadline hay không? Em có thể chia sẻ cái suy nghĩ của em không ạ? Deadline thì nếu về nói về học trên trường thì em rất ít khi mà chạy deadline lắm. Tại vì em có cái kế hoạch mình học, học luôn là chủ động trước việc học. Em luôn là học trước khi mà thầy cô giảng hết. Nên em luôn là làm trước là trước khi cô thầy cô giảng một bài lab nào á, là em đã hoàn thành xong hết rồi. Vậy đó là em có thể làm chuẩn bị hết, em chuẩn bị xong hết tất cả. Và deadline thì đôi khi em làm thêm một số dự án khác và đôi khi em cũng xin học ké đó, như thầy nói học ké thì đôi khi mấy cái deadline nó cũng dồn dồn nhau, mà đôi khi em tạo deadline cho mình thôi. Nói chung là deadline một niềm vui, em thường hay tạo deadline cho mình để cho mình có cái động lực mình học. Nói chung là tự tạo deadline cho mình rồi cảm hứng của em thôi, em thích deadline. Có nghĩa là nhờ cái việc mà lập ra một kế hoạch làm việc một cách hợp lý đúng không, giữa việc học và việc giải trí, tất cả mọi thứ theo một cái tiến độ của mình đã đề ra, thì lúc này deadline đối với bạn Nghĩa nó không phải là một cái gánh nặng nữa, mà nó trở thành một cái niềm vui. Mà đôi khi đạt Nghĩa còn tự tạo deadline cho bản thân mình để làm thêm những cái deadline khác bên cạnh deadline trên trường mà thầy cô đã giao cho em, đúng không Nghĩa? Thăng, hello Thăng. Còn Thăng thì Dạ đúng rồi. đối với Thăng thì cái việc chạy deadline ở trường mình là như thế nào? À, thì theo em nghĩ á, bản thân của em á là thật ra là trên trường deadline nó không có quá sao thầy. Tại vì trong quá trình học thì là sẽ học 2 buổi kiến thức và cái buổi cuối là sẽ là buổi chạy deadline. Thì bình thường em sẽ học buổi nào thì làm bài của đó, thì tới cái buổi cuối là mình chỉ hoàn thiện thôi chứ mình không cần phải chạy deadline, giống như là chờ deadline gì. Tại thấy tình trạng của mấy bạn sinh viên là học xong hết không chờ tới cái buổi cuối á, mới bắt đầu làm bài, thì cái đương nhiên là cái đó là sẽ phải chạy deadline sắp mặt thì không nói hả? Có nghĩa là cái việc chạy deadline này nó có hay không, nó nằm ở chỗ người học chủ động nữa, đúng không Thăng? Nếu là bạn chia sẻ được, gọi là phân phối được thời gian một cách hợp lý từ đầu đến cuối, thì chắc chắn đến cuối cùng cái việc bạn chạy deadline chỉ là cái giai đoạn cuối để cho bạn hoàn tất tất cả những cái quy trình mình đã đặt ra từ ban đầu. Còn nếu mà bạn không đợi, bạn chỉ đợi đến cuối cùng bạn mới làm, đúng không? Thì bạn sẽ dồn tiến độ, sau đó một lần bạn sẽ phải làm hết tất cả những cái tiến độ bên trên, thì mình sẽ phải phải làm nhiều thứ trong một lúc thì mình sẽ chạy deadline không kịp, đúng không Thăng? Đó là cái suy nghĩ của em và cái cảm nhận Dạ. của em về chạy deadline ở trường của mình. Còn Đạt, một sinh viên sắp sửa ra trường và hiện tại vừa làm vừa học, thì Đạt suy nghĩ gì về deadline? Dạ, thì trước tiên chia sẻ một câu chuyện vui là cái trường mình vừa rồi có một cái trào lưu là chụp tên trường xong rồi đổi cái tên khúc sau ha, thì các thầy cô trường mình có xe, thậm chí cô Quỳnh Anh có xe, là trường mình là cao đẳng full deadline đó. Thì thực Thu Quỳnh sự Anh, là tôi rất là mắc không biết Quỳnh Anh có cười nằm của Quỳnh trong Anh cái này xe. không? Thì rất là mắc cười luôn, thực sự cũng rất là đúng, nhưng mà các em thấy là deadline là một cái gì đó nghe rất là khủng bố thôi, nhưng mà thực sự là không đâu. Tại vì ở cái môi trường học á thì các em sẽ làm deadline như hai bạn nghĩ và Thăng là chia sẻ rồi, nhưng mà anh sẽ nói là ở cái môi trường doanh nghiệp thì họ sẽ làm việc theo vấn đề là deadline như thế này nè. Họ sẽ có một cái bộ quản lý task của các em, họ giao cho em xuống một cái task này trong vòng bao nhiêu lâu em phải thực hiện được, và em không thực hiện được em phải trình bày lý do tại sao như thế nào. Thì khi mà các em rèn luyện kỹ năng là ok mình chạy deadline đồng nghĩa với việc là mình sẽ tiếp thu được lượng kiến thức học tập rất là nhiều, thì khi các em làm như vậy là sẽ bổ sung kiến thức em rất là nhiều, kiến thức chuyên môn và chuyên của cái bài lab đó. Thì khi các em biết được cái kỹ năng chạy deadline, phân phối thời gian hợp lý rồi, thì khi ra doanh nghiệp có gặp 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 task mà đưa deadline về có deadline như thế nào đó, thì sẽ là một cái điều các em đỡ phải bận ở. Thì đó là cái vấn đề về deadline. Còn cái việc chẳng hạn như là nếu mà đối với Nghĩa với Thắng mà không gặp sự cố với deadline á thì anh cũng rất là vui, nhưng mà tại vì ở cái giai đoạn như bọn em á, anh cũng đã từng tự vỗ ngực á, trời ơi, trước giờ thằng Đạt bùi chưa bao giờ bị dưới deadline nha. Nhưng mà thật sự anh nói như vậy là lúc đó anh chưa đi làm, bây giờ đã đi làm rồi anh bị deadline dưới liên tục, và thậm chí là thầy cô của trường mình rất là tạo điều kiện cho sinh viên chống mà deadline. Chẳng hạn như bây giờ em đã làm xong rồi mà tự nhiên đùng một phát nhà em có việc cần phải về quê gấp, hay là vì một cái lý do nào đó em đang viết còn 30 phút nữa tự nhiên máy em sập nguồn, hay là một cái tác động mà bên ngoài vào đi, thì lúc đó là một cái sự cố ngoài ý muốn rồi. Thì em có thể liên lạc với giáo viên, dạ thầy ơi, em bị như thế này trình bày rõ ra thầy cô sẽ support em hết mình.